Được. Món này nó gọi là món gì không? Con chảo chuộc. Con chảo chuộc à? Con kêu ôm 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 ở buổi đêm đấy đúng không? Ui, người ta bắt được nhiều thế. À, cũng béo phết đấy chứ nhỉ? Ui, con này ngon lắm. Cái con này gọi là con bóp mũi rồi nhỉ? Không phải. Không, con chảo chuộc. Nó chạy mất, nó nhảy mất không ạ? Không, chết được. Nhưng mà món này là làm món gì? Không. Đây là làm món gì? Xào à? Hay là gì? Để ý thì không làm thì... con mấy giờ? À, con này là chết rồi nhỉ? À, nó chết rồi. Ê, sao mà... Sao người ta bắt được nhiều thế nhỉ? Ồ, nó bắt xoay thì... Nên nó đi xoay. Ông có thể tạm lấy chút con rửa cho. Không thể tạm lấy chút con rửa. Không, cho nó cái này. Đây là... húng gì nhỉ? Quên mất rồi. Mùi tàu. Mùi tàu, húng răng cưa. Mùi tàu. Quên răng cưa được con gì á? Mùi tàu với lại gì nữa không nhỉ? Sinh sông là lốt. Sinh sông là lốt. Là lốt. Có biết cái sinh sông là cái gì nào không? Biệt. Cái lá này là không phải để ăn đâu, chỉ để rửa thôi đúng không? Cái này để rửa cho nó sạch. Cái lá này nó... Lá ngái nhỉ? Lá ngái đúng rồi, mà gọi lá ngái. Nó ráp để đánh. Đúng rồi, ta đánh cốc trên chén rồi để... Thì nha, bây giờ có này. À, đánh hết nhớt rồi. Cái này rửa nó... Cái lá này rửa nó mới sạch được cái nhỉ? À. Cái này nó cũng có cái chát chát của nó nữa. Đúng rồi, cái nhựa của nó ra nó đánh rửa sạch đi. Cái này chốc. À. Đấy coi nhỉ, nó xay nó vào cầm. To như con ếch nhỉ. Bây giờ cái đụ con nọ ai vừa siêu nó bắt cả con ở trên ta gọi con gì con nhái đấy, ở đây mình gọi con đúng rồi nhái nhưng nhau bé hơn này. Mà chặt lấy cái đùi bé thôi, nó rồi nó chặt lấy cái đùi. Thế thì phải bao nhiêu mới được đủ ăn? Ui, dưới đây mày tướng rồi. Nhiều nó nở thích lắm mày ạ, nhiều lắm đấy chứ. Ở ngoài ruộng. Bắt được ngoài ruộng con này nó ăn sạch chứ. Này mà nó chỉ ăn rồi bắt được thì ngon nhỉ. Ồ, bắt. Ngon hơn ếch đi nhỉ. Ngon nó như hàng ngũ ếch ấy con này chứ. Để tí ông làm cho con xem. Đấy, con phải đánh thế nó mới sạch. Nó này chắc chỉ thấy bình mới có thôi. Không khác chưa thấy ăn. Hả? Nơi khác chưa thấy. Ui giời, con này ăn tốt lắm đi. À. Bán đắt lắm đi mày. Nhìn nó khỏe này mà nhỉ. Nó khỏe mà ăn nó đau xương. Tốt. Rất tốt. Con này tưởng cái con mà nó bóp mũi nó cứ trắng ngẩn nó nhìn ghê ghê ấy. Còn con đấy không được, cái con là con Lý Nhương. Thế nên ta gọi con Lý Nhương. À. Đấy còn cái lá này con phải có cái lá này con tuốt nó sạch đi. Sợ con mổ con cắt ra nó con. À, con này có cái đùi sướng nhỉ. Cái đùi như vậy, thịt nó nở lắm, ta nói mà thích lắm kìa. Làm nó lại lâu quá. Con này nó nhảy liên tục, nó chắc thịt. Ui, nó nhảy chứ. Đấy, chân nó dài, nó chắc thịt. Ừ, nó nhảy ác lắm đấy, bắt trong đó. Đúng rồi, con này nhìn tao có con ếch này còn đưa nuôi ở đây, tao không cho nó hứng. Tao có con ếch để bao giờ nó to tao đó. Nuôi ở đâu ạ? Tao nuôi ở trong cái... À, cái chum á? Không. Nó ở trong ấy nó tự sống tự do nó ra vẫn làm ạ. Nó không ra đâu, nó ở đấy nó quen, bây giờ nó cứ ở đấy thôi. Bây giờ nó kêu cái tiếng cụ đúng rồi. Ngày xưa nhiều lắm rồi. Ngày xưa nhiều lắm. Đấy còn phải lấy cái lá này cứ rút sạch cái rớt cái gì. Cái rớt cái... À. Đặt nó tôi cầu kỳ thi ngại lắm. À. Ăn ngon rồi mình chịu. ăn ngon cái này thì ngon lắm đi mà uống bia xong rán giòn mà uống bia làm được nhiều món đấy nhỉ. Đây làm được nhiều món đó. Làm món cái này còn nửa nấu chuối xanh nửa rán uống bia uống rượu ấy nhỉ. Ui giời không phải có thịt ba chỉ. Vâng. Chuối đậu đúng không ạ? Chuối xanh, chuối xanh, nấu chuối xanh nhỉ. Nấu chuối xanh, phải nấu chuối xanh, nó có chuối xanh thì nấu chuối xanh hợp. Sâu. Vâng. Đang làm rồi. Đang làm dở cái cây kia mà mệt quá. Để nghỉ tí đã. Bảo là làm cây vắng mặt không có lại tiền trả hậu tấu. Làm cái này ăn hơi vất vả nhưng mà ngon lắm cơ. Ta cần lại đi ở nhà không mua về được cụ làm với chú ai làm cái này đâu. À. Chú Linh bố mẹ làm được thôi. Ngại lắm lòng. Phải tìm cái gia vị của nó quan trọng. Cái này hương này, bảo... hành tươi này, rồi là xanh sông lá lút mùi tàu này, hạt tiêu này. Cái này chỉ có lúc nào các cháu chất về làm vui. Ừ, có mày về thì tao bảo đâu, chuyện về nó mua cho con nó ăn thì nó là chuyện gì mà thích xem là thích xem làm ấy. Những cái dân dã này thích xem lắm. Dân dã này thì bây giờ
Người ta bán này. Thích chưa? Thầy chốc nó mổ rồi nhá. Và mổ cái bụng nó ra, lột da ra. Thế này nhìn nhiều thịt ghê. Thế này người ta lột da ra. Nghe cái con này nó kêu nhiều nhưng mà không biết nó như nào. Nó kêu, biết nó kêu chuột chuột chắc chuột. Kêu, nó kêu khi mất cả ngủ ấy. Ừ. Nó kêu vào ao đúng không? Đúng rồi. Chuột, chuột, chuột. Cái mùa mưa không biết. Ở nhà mua về được. Cục cụ làm chứ ai làm. Ngại, ai này. Chú Ninh chú cũng làm được, chú lại chú vẫn đi làm. Vẫn đi làm cái này mất buổi. Làm được, ăn được ngon thì không phải nó rỗi mà. Thế này cụ Đình làm món gì? Để ta cứ băm lên đi, xong rồi ta làm rồi ta sẽ chỉ đạo bạn cụ ba mà cái nấu cái cụ ba nấu thì được tuyệt vời quá. Cụ ba chỉ biết nấu chứ làm cũng không biết làm. Thế mới vui. Thế là cụ làm hết thì... thì mới làm hết chứ mày mới ăn được chứ. Không làm. Này người ta bắt hay là người ta kích nhỉ? Nó bắt chứ, nó cơ đấy chứ, dùng vọt đấy. Ê, con ngué này. Ôi, ở đây rồi, bố ơi, đây này, con này. Xem này, con xem con ếch này. Con gì đây? Ếch của con ấy. Chuột chuột đấy, eo ơi. Bố ơi. Dạ, con đi đâu rồi đấy? Cụ ơi, ếch của, đấm lưng cho cụ. Đấm lưng cho cụ. Con đi đâu vậy? Con đi đâu vậy? Con đi đâu vậy? Đấm lưng. Đấm lưng cho cụ đi. Đấm lưng cho cụ, cụ đau lưng. Đấm lưng cho cụ. Đấm lưng cho cụ. Cái chiều tầm 4 giờ đưa ra đấy là xem tôi. Hôm qua là bạo lắm rồi, nó trượt được rồi, trượt leo lên xong tự leo lên rồi trượt xuống được rồi. Cái đầu tiên cũng kinh. Mẹ lấy cho em chị cái ghế ngồi nào. Có ngồi không? Đi lấy ghế con ngồi đi. Đấy, nó xài trước đi dạ, thế nên nó xài trước được. Vì nó sống ở, cô gọi là sống tự nhiên đi dạ. Nó sống ở cảnh thiên nhiên, tự nhiên thì nó. Nhưng phải rửa nước nóng nóng nhé. Cho hạt muối là rửa nước nóng nóng sạch. Ơi, dạ, cụ con đi lấy ghế con ngồi đi. Con hỏi cụ làm gì đấy? Đấy. Sơ chế là tạm tạm rồi, giờ là bắt đầu làm sạch. Mùi rau này thơm quá. Mùi cái rau, mùi cái rau này thơm. Cái rau này nó mất hẳn luôn rồi cái. Thơm lắm. Ơi. Con để con ngồi không? Con để con ngồi. Con đẹp con ngồi đi. Nó thì... Ui, cơ vừa nãy cầm cái xà beng rồi tay nó cứ run run. Đúng rồi anh. Đấy. Này bắt cả đêm đi. Ui, đêm nó bắt hàng trăm mấy trăm con đi chứ. Ui dồi, nhiều thế cả. Bắt theo tiếng kêu hay là đi soi không biết? Soi nó kêu ở đâu. Nhưng mà mày ơi, mày bắt đấy. Chỉ toàn loại này nhỉ? Không to đâu, loại chỉ thế này thôi. À. Không to đâu. À con ngồi đây nè. Nhìn thấy ngon thì không thấy ghê đâu. Ơi giờ sạch rồi. Ấy, con đi qua đây. Con để cái gậy ở đấy. Không có chọc vào người ấy, nhá. Con chơi đi, con cứ chơi. Chơi nhá. Con ngồi ghế đỏ đi. Xem cụ làm nhá. Đấy, con ngồi trượt ghế rồi. Đấy, bây giờ là... Cái này chặt con đi nhá. À, bỏ đi. Cái chân này chỉ chặt. Thế mà có khi chiên này là ngon ấy được. Cụ nhỉ? Hả? Chiên là chân, có khi chiên giòn thì ngon ấy nhỉ. Chặt tí móng rồi. À. Đó là mồ giữa bụng. Ừ, mồ giữa bụng. Trứng này cái gì mỡ. Cụ về là hai nâu thơm. Mỏ lắm. Da nó mỏng, cái này có khi phải lấy cái dao nhỏ. Ui. Ừ, có dao nhỏ nhưng nhập bốn, không có. Cái con chuột đấy. Con gì? Con chuột. Con ếch. Con ếch đấy. Con ếch đấy. Nay nhìn thấy nó không ngồi, không nhận ra con ếch à. Con ếch. Con ếch, đúng rồi. Khi biết con ếch nhưng chỉ biết nó ngồi thôi, không nằm ngửa bụng. Trứng này cái gì? Không có chuột lắm. Vàng ươm nhỉ? Nó có vàng ươm nhỉ? Nó có trứng mùa này, nó có trứng này. À. Thế nữa... Tập bánh đấy. Bỏ tập bánh đấy. Đấy, tập bỏ và sẵn sàng... ông ngoại về là chạy. Phá hoại cây. Nó đang bỏ giờ đấy. Bỏ tập kia đấy.
Dưới thịt con ếch. Đang làm thịt con ếch cho con ăn. Không chọc đấy, không chọc. Ngon ngồi chứ, ngồi đây. Ngồi vào ghế. Thế cậu chỉ cần quay một con được cậu cứ làm hết thôi nhỉ? Vâng, phải lột vỏ da à? Có phải lột vỏ da không? Lột da nha. Nhưng cái da này cho có ăn không hay bỏ đi? Ơi, da này lại phải nướng qua lửa nó giòn, ăn giòn lắm. Nó ngon đấy. Thế cầu kỳ quá nhỉ? Nó làm nó chưa nên lâu. Nó con dao con mà sắc này, rồi nướng cái bụng nó. Lấy con dao bổ cau. Con dao bổ cau của cụ đâu đấy. Dao to này. Chứ làm con dao này khó quá. Đúng thật rồi, con dao này không phải của tao, con dao con thôi. Đó là con dao. Mà lấy ta còn cái lưỡi dao bảo được. Vâng, chờ con tí. Được việc rồi, hả? Xong con này cái đã. Ngồi xuống, con ngồi xuống. Con ngồi xuống đi. Đúng là thế này thì lâu thật. Bóc cần đấy con lâu lắm. Đấy nhá, bóc đấy. Như cởi áo ấy. Coi như cởi áo nó ra. Cởi áo ếch ấy. Rồi chuốt được cái đầu nó ra. Ếch tè vậy. Thay áo, quất áo rồi. Con ngồi ghế đi. Ngồi ghế để xem đi. Để ngồi ghế để xem. Anh tưởng làm được cái này. Ăn không đơn giản đâu. Con cứ nghĩ là nếu mà không phải lột thì nó nhanh. Có lần ra không lột được. Có khi ăn được, nó ngon. Không, cần ăn, đắm ăn cả chứ. Thế thì thôi. Không, ta lột thử cho mày con mày. Xong rồi rỗi mày làm đấy thôi chứ con. Chứ mà làm này thì hơi lâu đấy. Lâu đấy. Ngon lâu. Nhưng mà đúng là lâu đấy. Đó. Hồi bé mà bị suy dưỡng cứ hay ăn thịt cóc cũng phải lột này. Ờ, cóc phải lột thế này chứ. Cóc không ăn được nha. Cái... Đấy, rồi lột nó rất được. Nó dài lắm. Cái này kéo nó ra nhỉ. Tôi chỉ lột một con cho cậu, cậu xem rồi xong thì cậu làm thôi. Chứ không lột được. Đấy, cái chỗ này là phải cứa ra dao sắc cái dao này có mà. To quá, dao to quá. Dao cần liếc cái là kéo, nó chuyên nghiệp ấy chứ. Nó làm cái ngon cái dẻo ấy xong. Đấy. Đấy, thấy chưa? Đấy, giờ là tụt phát là được. Đấy. Nó có tí thôi mà. Đấy, lột đi ra. Thế là một con đâu. Đấy, cậu cứ thấy một con cậu lột. Đấy là hết một con. Thế là sọc một cái que sắt, bật cái bếp ga cái lên đun. Ngon lắm. Thế là cái lột thì ngon lắm đi. Lột một con thôi. Một con thế thôi, thế mày thấy cái lột ra. Con làm cái muối của bà thôi. Thật rồi. Con đi chơi làm gì? Thôi tôi lột một con nào. Một con thì gọi chứ là mất con này. Mất công lắm. Nhiều công lắm, làm này lột lâu lắm. Không lột đấy. Hả? Ta định lột tên nước mà lột lâu lắm. Lột ra nhưng mà thôi băm tất. Chọc nhưng mà băm tất thì có ăn được không hay là cứ sao không ăn được mà chán thế thì chặt cái đầu ra ấy, chặt cái đầu ra không, chặt mỗi cái mỏm nó thì chia sẻ cái đầu, cái đầu cái chân đấy thì để chặt cái đùi này ra đúng không? Không không, băm tất không đủ, đừng chặt cái đùi đó. Không, bỏ phí đâu, nó toàn thịt đấy, người nó toàn thịt mà. Đấy, người toàn thịt thôi mà. Thấy lột được đấy thì để con lột đấy chứ. Đấy, mẹ cha mẹ lột được con nào phải lột. Ê, đây đây thế này phải thế này con nhỉ, người ta mổ ra bóc. Mày có ấy quần già lột dễ mà đấy. Con ấy lột dễ nhỉ. Được, thầy cứ cứa người nó ra không con. Em bóc cả cái bụng con này đây, bóc bụng tiện làm nào, tiện là nào. Dầu họ ấy mua đông lắm ra. Bao nhiêu tiền đấy, 20 con nhỉ? 50.000 nửa cân vậy. 50.000. 56 lạng, con nó bán 56 lạng. Yêu không ra sớm thì cứ ra đâu là hỏi. Ra đâu hết sạch đấy. Tỏ là người ta sớm không ăn. Chứ cần ăn cho nó nhẹ mình với cái này nó sạch, nó còn. Nó sạch, thực phẩm sạch. Ruột nó có cái gì đâu. Ruột nó ăn toàn ăn muối, ăn cỏ thôi mà. Cỏ với này con ấy nhỉ. Côn trùng nhỏ. Côn trùng. Toàn ăn thì cũng thức ăn ngoài đồng.
Bà Vân bà bảo mày qua đi sớm thì mua được, chứ tao không nói tao đi thật sớm nhưng mà còn tránh nhau cũng chả có đâu. Mày có đi sớm ông cứa người thôi. Con này mà nó bán đắt thì vẫn phải mua thôi, vì tránh nhau mà. Thầy cứa ở cái chỗ đùi này ra này thì con mới lột được da nó dễ này. Thật cái cứa cái đùi ra ngang thế ngang này. Vâng, thế là con lột da nó chỉ cần có chỗ hở là được. Đấy, cả cái bụng bóc cả cái đi, nó con này nó sạch không. Đây này được. Để tao băm cho chứ mà chồng. Băm này băm nó cầu kỳ lắm. Có thịt không? Có thịt đầy, thịt trong tủ thì. Ờ thì có thịt thì được. Thịt trứng. Ừ, trứng đúng rồi, phải có trứng gà. Thịt hoặc trứng gà. Nấu chuối đậu ạ. À? Hay là nấu gì? Nấu chuối xanh chứ, nó chỉ có chuối xanh. Huyền cứ nhớ này này, là cái gia vị của nó này, xanh sông lá lốt này, lá lốt, xanh sông lá lốt này, mùi tàu này, mùi tàu, mùi răng cưa đấy, với lại hạt tiêu này, thịt này, trứng này, tiêu có thịt có trứng có đầy đủ, trứng phải có trứng vịt, nhưng mà đây là món nấu à? Món trứng cho vào xong rồi rán lên rồi mới nấu, rán xong rồi băm à? Nếu băm phải băm, băm nhỏ. Băm nhỏ, băm nó rất nhỏ thì mới được cái băm nhỏ xong rồi rán. Rán nó nở to lắm. À, xong rồi nấu. Cái xương nó tí tí thôi mà nó nở to to thứ. Cho nên không băm kỹ không ăn được đâu. Chỗ này là nhiều đấy đúng không? Nhiều. Gia vị đều biết nó vào nhiều. Nhiều lắm. Ta băm để chứ. Ta băm còn đi nướng cái da cơ cho nó ngon. Chỗ này 20 con nhỉ mình? 20 con. Chỗ này 20 con. Và chảo xong rồi sao lên. Mình xếp cũng được. Cái nước chứ, bố cháo sao lên thì lên nước. Bố cháo sao lên nào, cháo gan á. Có cháo gan không? Đây cái này. Không cái cháo gan kia. Cái vùng cháo gan đâu, có cái vùng nào vất gì. Không cho mỡ đâu. Thầy tách cái ruột ra, con độc lột ra. Được rồi, mấy cái kia tao mổ. Lấy có khi lấy cho ông cái dao nhỏ, cái dao to quá. Không dao mổ cao nào đâu. Thủy Dương ơi, bỏ ông điện thoại. Phải cứ mổ đi ta, ta mổ, mình cứ bóc cái da, ôi da, để vứt riêng nó ra chút. Bỏ ông điện thoại. Con ra con bỏ ông đi. Thôi ông ơi, điện thoại. Ông ơi, có điện thoại. Mama, ngoài đi. Ngoài kia, ngoài kia chứ. Ngoài kia chứ. Gọi thế ông nghe là được. Ông ơi, gọi to, gọi to. Úi dồi. Gọi to lên, xách điện thoại đưa cho ông, xách điện thoại đưa cho ông đi. Gọi, gọi ông. Để thận ngã nha, ông lấy rồi. Ông lấy rồi. Ông nghe rồi. Ông lấy rồi. Không tới nhà người đấy chắc không biết. Nghe rồi. Được rồi, ông lấy rồi, được rồi. Đúng, con này thì ngon thật. Chưa nhìn thấy bao giờ, chỉ nghe tiếng kêu thôi. Nó cứ ộp ộp đấy. Con này có nghĩ nó là cái con bóp mũi thì nhìn ghê lắm. Con bóp mũi là cái con mà nó ở trên cái lá cây ấy. À, đây là con nó ương. Dài dài như con này này. Con này ương, con này. Đấy, con ấy ghê ố. Con ấy nó không có thịt, được con ấy không có thịt. Mà khi có độc. Độc lúc con ấy ương. Con này là con nó nở ra bộ cạp đấy gì thế. Con ấy nhìn nó cứ người nó cứ trắng ởn ghê. Con ấy ương. Đánh máy nó chả chết con ấy. Mất là 10 lạng nhé. À đấy, con này con khác. Con này không khác, con này cứ mùa này nữa có. Có thể mùa thôi. Mùa này tháng riêng 2 mới có, sáng tháng 5 đi là thua đó. Nó không... Thế dùng là ngon lắm. Đúng rồi, bà vẫn bài nấu bà chú bà, con này con thích ăn. Chứ con có biết đâu, không biết món này đâu mà bảo. Mưa nhỉ. Một cái da chốc thì cho vào cổ làm cái này. Bà vung bà nấu với số hào thế ạ. Bà ấy chặt cái đùi ra, bà ấy chỉ băm đầu cái... Không, tao không làm. Cái đùi thế anh ấy. Xong rồi. Thế cũng nhanh như gì nhỉ? Còn nghĩ là lâu lắm, cũng nhanh thế cũng xong rồi. Xong rồi, muốn chết này. Hai người làm thì nhanh. Ba người làm, một người quay phim. Bốn người. Bốn người sao được đưa lên mạng
Sau rồi trăm năm nữa nhìn vẫn thấy cụ trên trên mạng. Mày đừng quay miệng nhé, đừng quay người nhé, ta xấu lắm, đừng quay, đừng quay tay này thôi. Đừng đưa mẹ lên. Người ta xem món ăn, xem gì người. Mình để đây là mình đi ra mình thấy đấy, mình xem thôi. Xem các cụ ở đây, cụ chú xanh đây. Đấy, cụ ở đây. Chú xanh. Ông bảo ông chỉ biết làm thôi chứ ông không biết nấu. Thế bây giờ là cụ bảo ta chỉ biết nấu thôi không biết làm. Cụ trông này là cụ kinh nghiệm biết... chuẩn mất. Ngày xưa lấy nhau khéo thế. Cụ nhỉ. Ngày xưa lấy nhau không biết có giận nhau không. Có lúc còn tức còn muốn bỏ nhau đi anh cứ tưởng nhau được. Thôi giờ bỏ cũng được rồi. Nhưng mà lại người nấu lại không biết làm, người làm không biết nấu. Nấu được mà, làm được mà ăn. Lý do hay quá. Không ăn được làm thì rau tao chén, chẳng có vấn đề gì. Rồi, nấu xong ăn này không nuốt được lại, kiếm đâu người làm cái này. Ống mày thì cơ mà. Không, bây giờ bỏ nhá, cũng được rồi. À chuối này là chuối cũng cái chuối này không nhỉ? Chuối. Chuối này, chuối khác nhỉ. Nó mềm. Nhưng mà có khi để một ít cái ăn lại ngon cũng. Cái vỏ này này. Cái vỏ này ăn lại ngon đấy nhỉ. Không, ừ, làm gì để vỏ mà ăn nó chát. Nó chát. Cứ dai dai sật sật. Ở đây. Chuối xanh quay thế này. Ừ, bỏ cái ra bỏ ra. Để là răng này. Chốc răng rửa chưa thấy. Cái da là cái da để riêng à? Cái da bóc muối đi rửa sạch đi. Rửa sạch đi. Chặt chân rồi và chặt mỏ. Tao làm ngày xưa tao thích ăn là tao nướng nó cứ phồng đi. Ăn chốc nó nhiều. Thường thì cái gì nó qua lửa nó ngon hơn, nó thơm. Qua lửa. Thì Dương nó bảo cái gì? Lòng ơi. Con đi chơi mà nhiều việc lắm đấy cụ. Cứ phải suốt ngày thế này rồi. Nhiều lúc quên mua mất ăn cơm. Quên như là làm thế để kiếm được mấy tỷ. Ui dồi, hồi lấy đâu ra. Thế thì giờ đã nhà xe rồi. Anh có làm sao làm anh nuôi một người, bây giờ là 4 người rồi. Đây là phục vụ mình. Mình giờ mình vất vả rồi, mình phải giải trí. Mình quay xong rồi xem cho nó vui, đỡ phải xem phim truyền hình. Tự sản xuất phim xem. Anh làm sao anh làm? Giờ là một người, 4 người. 4 người, thành 5 người ấy. Nếu gì, lo đấy chứ các ông mà nó cần hoàn cái đồng nhà đi xây. Một người nuôi 5 người cái trên đó. Cái nhà trên Hà Nội năm nay 30 tuổi mà 9 đứa con. Nhưng mà chưa lúc nào không biết. Chưa ai bằng anh Hoàng đâu, nhà 2 tầng rồi. Thế mà nó bảo là 10 năm nay không có cái bộ quần áo mới mà đấy, vẫn sống bình thường, đứa nào cũng sống. Sống thì sao nhưng mà câu mà thấy nó vẫn khỏe mạnh cá vấn đề. Đấy, có khi mình là phải thả hoang như thế. Và đấy. Rồi là băm à. Đấy. Cả nhà ra để làm cái món này. Ăn vào cái gì mẹ ơi, nó chết thế là không dám ăn. Bỏ vào trong một cái rác đi. Cả nhà. Cả nhà ra là làm món này. Cái lá thì tôi bỏ đi rồi. Chứ làm khéo nhỉ? Rồi. Làm món hết sạch ra khéo nhỉ? Thế mới lấy được vợ Tây Đô. Này. Không phải Tây Đô cũng nhỉ? Tí nữa các con nhầm rồi chết. Tí nữa chúng mày thấy mầm ra mới ngon rồi. Đâu rồi chết. Ngày trước là đến là cứ phải lăn vào bếp đi, rồi đúng không cụ? Tao mình không, tao bỏ luôn. À, bỏ luôn đấy. Đúng rồi. Ông còn... Tôi nói với anh ấy. Tôi nói với cái cụ đẻ ra cái bàn này. À, cụ đẻ ra bàn này. Ngồi xuống uống nước và đứng lên cụ đẻ nhé. Vâng. Cụ lên nhà nho nổi tiếng. Vâng. Cụ trước toàn đi dạy học. Vâng.
cho nên là ví dụ và chắc là cái giọng cụ là anh đến là không được đụng vào mấy cái việc ấy. Không, không phải. Việc đấy là một đàn bà phụ nữ. Không phải. Thì cậu chưa hiểu hết. À. Cậu không hiểu. Không nói gì hay là không nói gì, tự phải hiểu. Đây. Cái này là một nải chuối ở cụ. Một nải phải nải chuối rồi. Nải chuối. Khoảng độ 20 cái con này. 20 con này. Nhưng này chắc chỉ là một món thôi chứ. Một món thế nấu thì không là hai món, cho vài hai món. Hai món. Thưởng thức một vài trái mà uống bia thôi. Ối giời, thế gì? Mày quá, hôm qua để mấy lần bia trong tủ. Hôm qua về không uống được. Nó không lạnh, không uống được. Bia đó không lạnh không uống được. Vâng, nó khó nuốt. Có người ta không thích uống lạnh, còn cứ phải lạnh nó mới sợ. Đá có bố mày để lâu được ở đây. Đá là liền ở đấy rồi bọn. Nhìn cái nước mài dao là thấy mê rồi, say mê rồi. Say mê. Cái nước nào. Đây rửa ấy, cụ hay là làm gì? Rửa, ta đổ nước vào đây rồi nó sôi lên. À, cho mẹ nó đầy chứ thiếu gì mà. Hoặc là lấy chanh được. Chanh làm gì có chanh. Không, cho mẹ. Vâng. Cho nó trắng. Mẹ. Nhà này không, mẹ không. Con nhấc ra đây nhá. Nhấc cái này ra đây nhá. Đấy, sạch rồi bây giờ là. Băm. Nhiều công đoạn lắm mà dùng sống dao à. Cho nó mềm đi đã nhỉ. Mềm. Xong rồi băm nó không bị ấy. Nếu làm cái này nó lịch kịch chắc, người ta ngại cái này. À. Có mẹ ăn hay không? À quên rồi. Mẹ nó chặt cái đùi, xỉ lên chặt cái đùi. Cái này, cái này khi nấu cháo với bọn nó được ấy nhỉ? À, chị Dương. Vâng. Nấu cháo thì nó không được. Không ăn được. Thôi. Bố nó đã có cá, vâng. Bò của ông mua thịt bò cái thịt bò rồi. Thì cá ra biển. Mang cho hai miếng cá biển to tướng thì phải bốn bữa. Vâng. Này mà có cả rượu nhỉ, ông nhỉ? Hả? Có cả rượu cả bia nhỉ? À rượu bia thì ôi giời, yên chí rượu ông. Không, có cả ấy. À có phải cả, đúng rồi, phải có cả. Uống mình. Cũng phải có người chứ. Vâng. Mình làm chén đứng dậy. Mình chén thì không vui. Vâng. Thức ăn ngon thì có chai rượu. Cái này tao trước rồi. Bà đi chợ là trước cái bà đi chợ bà hay mua cái này cái mùa này ta làm cái gì cứ. Ăn cá chung cá. Đây là vừa mới. Đây thì mẹ cháu thế sao mỡ à mẹ hay là gì làm gì? À, rang không thôi gì? Không. Cho nó xoăn lại thì ngon nhỉ. Cái này mà khi làm chả lá lốt ngon đấy nhỉ? Ông nhả tí thế này thì không ăn. À cụ hay là có phải băm nhỏ không? Cho máy xay. À không băm được, không cho máy xay, xay cho con. À. Phải băm chứ không cho máy xay được, nó xay. Tuy cậu với nhớ con ở rừng, con ở chống đỡ thiên nhiên là bao giờ xương nó cũng cứng. Vâng. Chống đỡ với thiên nhiên là đấy. Cái này thì cho cậu bỏ cậu ấy thì ngon lắm rồi đấy. Ui, nhìn nó thấy ngon, nhìn sống rất ngon. À đấy, mùa năm có cái thằng Cường nó mới. À đấy, con đang định nhắc. Nhưng mà chả biết Cường nào. Đây ạ, dạ. Thằng Cường Thanh nó mời đấy. Chiều mùng năm. Đám cưới. Ừ, nó vừa vào đây. Thanh ấy, Thanh Diện ấy. Thanh Mai ấy. À, sắc cái mũi dao nhỉ, cụ nhỉ. Cái mũi dao là phải sắc. Cái chỗ này nó mẻ. Mùng Thanh Diện chắc nó không mời đến nhà mình chứ sao. Cưới mùng 2 thì. Cưới mùng 2 làm đám cưới lắm. Chắc nó không mời đến nhà mình thôi.
ấy, cái đoạn ngon thế. Ngon nhất rồi còn gì? Ngon nhất rồi cái đoạn. Bấm cái này nó đỡ lắm, nó nạc lắm. Nó nở lắm, phải dần thế này. Ờ, chị, ở đâu nhỉ? Dân tộc ở đâu nó có cái món nhái ô, nhái ô măng này này. À, tao ở trên tao ăn được gì? Sì. Ừ, thế đấy đủ. Nó còn nướng nó cặp vào xong nó để bếp lửa cái. À không, nó có nướng thì lại thơm, nhưng mà nói nó thả sống này này. Nó nấu măng. Nó cứ kia là măng nó nấu nồi này xong nó đổ con này còn sống này này. Nó bắt được mùa này, nó mùa tháng 7 là nó mưa xong nó bắt rồi đấy. Nhưng con nó nhỏ thôi. Con nhái đấy. Ở nhà mình có một con bé. Đấy, có nghĩa là đổ vào cứ tự chui vào măng. Cứ đổ vào đấy là đuổi đuổi. Vâng, xong rồi đóng. Cái đám kia. Tuyền bỏ cái ấy và ngâm lên cho bà chứ. Ngâm cái lá rau thơm cái đi. Bỏ vào xong ngâm rau thơm. Là sau cái này là băm hết đây đúng không? Ừ. Giờ đấy, đổ vào cái thau lá lốt này. Sung sung này. Mũi tàu. Mũi tàu. Lá đang cưa đấy. Đây này được cả lá chè này. Ừ, này này đây nhá. Quan trọng cái này không quan trọng cái này quan trọng nấu nốt cái này này. Cái này này. Cái này chỉ cho vài lá thôi. Hai ba lá xương sông cái gì? Cái này này mới ngon này. À xương sông ngon này. Này. Ừ. Nhưng mà lại hơi ít nhỉ? Hả? Hơi ít. Không, cái này không cho nhiều đâu nó. À, nhưng mà ngon đấy. À, rồi rồi. Hai ba lá thôi gì thì bỏ hai cái lá này già quá, già quá. Hai ba lá không có ra dầu mù. Rồi rồi rồi. Ngày trước con nó hay ăn sống đi lắm. Ông lá nó bỏ trong rồi. Trong này mình ăn mua 2.000 một lá. Đúng rồi, nó bán rau thơm nó bán mơ kẹp lại có hai lá một thôi. Ngâm thì rửa luôn qua luôn. Rửa qua xong rồi ngâm. Này mà con mà đàn bà phụ nữ thì cũng phải mê ông ấy thôi. Cứ được ăn ngon là mê lắm. Có cái tâm hồn ăn uống cứ được nuôi dưỡng là mê lắm. Thế cho nên tôi nói cho tiền ấy phải học người ta cơ. Vâng. Khi ông nấu ăn cho ông thì chúng ta gặp một cám nấu ăn thì chúng ta ăn. Vâng. Thì không có giờ sái phải chảy cắt. Vâng. Ủa sao đủ miếng. Vâng. Anh mà sái thì anh sái phải để người ta sái phải chết. Thì tao sát một, cho nên là nhà mình cứ bỏ xét được không? Ờ, sao con lại ngồi bệt thế? Ờ, cũng dám thế nhé. Dạ rồi, dạ rồi. Này, Dương ơi, con gì đấy? Đấy, đấy cái. Ồ, ồ. Cái này là cái gì? Ờ, sao lại ngồi thế kìa, mẹ Dung đâu nhỉ? Mẹ Dung chuyển mạnh, mẹ Dung mang roi ra đánh ít kìa. Đứng dậy ngay. Không không ai không ai đánh, không ai đánh. Đấy. Ngâm bỏ đây cho nó. Rồi. Tiếp tục. Băm lẫn với thịt lợn. Cũng cái băm đã nhỏ là lắm rồi đấy nhỉ. Hả? Vừa nãy thấy to to mà giờ đã thấy băm nhỏ lắm. Ờ chưa còn gì, chưa được 50%. Nhỏ. Nhỏ nữa. Ôi giời, nhìn cái đoạn đùi sướng nhỉ. Ngon thế. Đùi trông nó nở to tứ. Mày tứ. À. Trông nó bé nở to. Cho tí mỡ vào. Càng mai chỉ thì càng ngon. À. Đừng cho cái gì vào đây để mình trốc sát xong rồi. À. Muối thôi. Mình lấy ra không băm được, không biết. Xong là cũng băm lẫn luôn đấy. Ờ, băm lẫn vào đây. À. Đấy, con tôi nhớ là đất như tôm tươi. Có cái gì á bằng
Mỗi cái này thịt bò không đất không con này. Bò không đất không đất. Bây giờ bắt mãi được một ít mà. Giờ nó hiếm con này. Ngày xưa người ta cứ định đi. Con bò tất cả vào đây. Không ạ, dính tay thôi. Dính tay thôi. Gừng tí mộc nhĩ tươi đó. Mà lấy tí nước không có tí gì hết, cho tí nước à, lấy ớt ớt với lại gừng hành tí bà chỉ bơm ba thịt lợn băm đây rồi băm rau thơm à, rau thơm xong đấy cho trứng với hạt tiêu đó. Vâng. Ớt này, gừng này. Đấy, cho vào băm này. Vâng. Đấy. Mộc nhĩ này. Rồi. Và bốn thứ vào đấy. Để xong giờ thái rau thơm lại băm tiếp. Để nó đều hòa vào. Xương sông, lá lốt rồi cái gì nhỉ? Mùi tàu. Cây răm cưa đấy. Đấy. Thơm. Này thì không bao giờ sợ mùi tanh thơm. Không có ăn chỉ có mùi thơm thôi chứ không có mùi. Cái loại này nó không tanh con nhỉ, nó không tanh mấy. Vâng. Cái này nó không tanh như cá đâu. Bao nhiêu rau đấy? Hết bao nhiêu rau luôn à? Đây á. Vâng. Đây chốc thì cho mắc ra mới cho vào. À, nấu được chín rồi. Cái này là chỉ phải một ít để băm vào thôi đúng không? Một ít thôi vào thôi. Đây để chốc sái này. Đây là chốc để cho vào. Nắp ra cho vào nhá. Rồi sau. Cái này rồi. Cho vào đi vào băm. Đấy, cái này xong nhất, cái này là xong gia vị á. Vâng. Xong gia vị chốc nó chỉ cho ra trứng với lại đây là còn phải cho hạt tiêu ớt đấy. Vâng. À cho ớt với lại ớt cho rồi đấy. Cho vừa vừa cay vừa không ăn đâu mà. Này là cũng khá cay đấy. Cũng cho quả ớt ta thì chưa nữa quả nữa. Bây giờ còn rất hạt tiêu ở đây này. Cái gì nữa? Cái đổ duy cho nó hết đủ đi. Bây giờ rất hạt tiêu này cho ra vào chảo này thì đánh trứng này. Có trứng thôi. Trứng. Thế còn cho tới cái hạt tiêu một mới để cho tới mình chứ. Đấy là cho vào. Cho rồi, băm được nữa là sao xong lớn đâu rồi. Hạt tiêu cái lọ ở đây đây. Đây rồi, hạt tiêu rồi. Để con. Đấy, tiêu Phú Quốc ấy thơm quá. Phải không? Đấy, thơm đấy. Đúng rồi, cái này là phải hạt tiêu mới thơm. Hạt tiêu này còn cho tớ 19 thì tớ tiếp 19 vào đây. 19 nhỉ? Dung ơi, lấy hộ lọ 19 đi Dung ơi. 19 đâu nhỉ? Đây là 19 này. Bà cho tôi được tiêu vào đây. Thế là xong rồi đấy. Thế là tiêu xong. Xong rồi, cái này là đun vào lúc nào? Cái da này. Cái này chốc cho vào đun. Đấy, nấu, cho sau. Nấu luôn được. Vâng, nấu cùng luôn. Đấy. Này thì nấu. Cho 19 vào là xong. Cái này sau cho 19 là xong. Đâu là gần chín là cho rau thơm vào. Gần chín là sát rau thơm cho vào. Bây giờ nhấp ra. Có hạt tiêu, có muối chưa? Chưa có muối và cho chim muối canh. Đấy. Đây, muối. Đây là ba thứ nhá. Giờ cuối cùng là cho hạt tiêu này, chín này, muối canh. Này. Thế là xong cái mâm rồi đấy. Đấy là cổng hoàn thành. Cứ để chắc không còn rồi, ý là nấu là xem nấu thế nào nữa. Ừ, thôi được rồi. Thì nấu mới quan trọng chứ cần người bấm mới làm thì cơ. Nấu mới quan trọng chứ cần nói mình biết gì giờ. Vâng. Nấu bây giờ. Giờ mà nấu đều thì có mà ngon. À. Nhưng mà không làm được gì cũng mà nấu. Mấy thì vô nấu. Để các con mà nấu thì để ngon. Con mà nấu thì ngon lắm. Được chưa? Này cái để chia làm hai tập. Một tập là cuối đấy. Sao phim bây giờ? Một tập. Một thằng đạo diễn, một thằng phải chia là hai tập, mai sẽ còn có mà xem. Tập này là chỉ có băm thôi.
mai là nấu, ngày kia là ăn. Ừ. Đấy vậy. Thế là cái này là hoàn chỉnh đi con chị. Vâng. Để chốc cho nó đánh. Cũng xong chưa, cũng con lấy chảo đọc, đọc con thịt đấy. Ừ, đánh rau củ. Thuần trứng nữa, thuần trứng. Con bỏ cái chốc nào đấy, bỏ. Chưa, con đứng đi. Con lấy trứng củ nhá. Được rồi đấy. Không thể là cũng ơi. Ngon quá ăn lại không chịu được. Xong rồi. Cho mọi người ăn củ con thơm. Dầu nóng này chứ không phải lăn, rán còn lâu. Đây quá, tôi thích làm mấy quả thì làm, nhà chỉ sẵn chứ. À, cái này xong lại rán à? Rán lên không bỏ vào nấu. Rán, rán lên quả cái nào. Thôi thôi thế thôi. Cặp cơm chưa? Bánh bánh ngon keo rồi đấy, chốc đánh trứng vào đấy luôn. Một quả hay là mấy quả? Hai quả, hai quả. Cho hai quả. Dung đập trứng vào. Thì ông đập hành thì vẫn đập hành vào đây hả? Rồi, đây có đúng rồi, đúng. Có hành rồi. Ông băm thịt cho con nằm nem với. Mày cứ đập trứng thì tao ăn thịt thôi. Ui rồi, toàn da này. Thôi nem thì chả quay đâu. Thôi bỏ cái nào. Đập quả trứng. Hai quả. Đây rán thì xong rồi. Để chung để ta bỏ cái này vào đây. Đấy, cái da này là chỉ cái sao lên thôi. Không được. Cái này giòn lắm. Cậy đi, cậy ra. Sao nhà mày tao làm không ưng cái da của tao chứ. Tao Thì Dương à? Thì Dương à? Thì Dương à? Trứng ngon đấy. Thế đấy, không mà cái mà bà ăn được. Con đâu? Con ăn không? Ngon nhám, ngon nhám. Ngon nhám. Trứng gà. Ờ, trứng gà. Trứng gà. Đấy, em gọi cho biết. Rồi, đây, đây, đây. Đi vào đây để xem cụ rán thế nào. Ờ, thế thôi đấy, thế xong rồi đấy. Cái này tí nó nấu thì mới cho vào. Ôi, cái gì mà đã thơm thế nhỉ? Cái gì mà đã thơm thế rồi nhỉ? Đấy, đang cái này chưa đánh lên nhỉ? Trứng. Đánh các thứ vào đây chưa? Ờ, tương hồng. Trứng vào đây chưa? Đây, có trứng chưa đánh lên. Cả đấy. Đầy đủ hết rồi, bà chỉ ngoáy thôi mà rán thôi nhá. Bên này không đun bếp kia để nướng con tôm. Tưởng đun bếp kia để nướng con tôm. Ai đun bếp kia nó nhạc mấy thì nó cũng nhiều. Con Hải. Tức là đúng đấy con ạ. Mẹ cho ăn gì? Cho lợn, thấp lợn, vi đích, rán. Đánh lên, đánh trứng lên. Không phải rán, có dầu vào. Bật, bật bếp cho nó nóng dầu đi. Rán. Cái nước này là nước gì? Nước nấu của nó. Nước nấu của nó là có cái gì trong? Mía, có anh ơi. Mè. Mè gì ạ? Mía, mè chua. Với là cái gì nữa? Mía, mè cái gì bằng cơm ấy. Vâng, nhưng với lại cái gì nữa? Với mắm, thế thôi. Mắm. Nấu chuối xanh. Mắm thì chín, nấu chuối xanh nhưng mà tí nữa rán cái này. Là... Tí nữa rán cái này lên cho vào. Cho chuối xanh vào hộp ba đi. Vâng. Rửa chuối nó bỏ vào đây rồi về quay. Rửa rồi, rửa rồi. Rán như rán chả anh. Ừ. Rồi, không đánh thế thôi. Đúng rồi, có chuối chưa? Rồi, để ra lấy chuối chứ. Rồi, chuối xanh và nước, nước dùng. Ôi, con đùi kia bà kìa, đùi cho luôn này nè. Đùi, cho vào đây ra. Nhiều quá rồi. Không nhiều đâu, nhiều người. Ôi, nước mẻ, nước thơm quá. Rán cái này lên.
cầu kỳ ghê. Dạ. Ôi ôi, để vào đấy á. Để vào đấy để quay cái gì? Để vào đấy để quay nhá. Tí nữa để đấy để quay. Đúng rồi. Cái này nó đỡ lắm đi. Vâng, nghe được nhiều lắm. Này, vui lên bà. Cứ bỏ luôn lên bà. Để chắc vào sáng. Đấy, còn cái da này cái da nó cho luôn vào. Cho luôn vào đây. Ừ, cái da nó cho luôn vào đấy thôi. Đó. Nhìn như mộc nhĩ nhỉ. Cái da nó chắc còn giòn lắm. Anh nhìn nó nếu ấy thì anh sắp bị anh vận nhỏ thôi nhá. À. Đấy, dán lên. Cái này có xong có phải lật không? Có. Có chứ có. Ai nghĩ là cái món này chứ. Ngon đấy, món rồi. Này ngon lắm. Món này là nhà ai cũng làm kiểu này đúng không? Ừ. Ở đây người ta mua cái này về người ta phải làm cái kiểu này. Chỉ có nấu với chuối xanh thôi. Vâng. Dạ. Ui rồi đẹp chứ. Chị Dương giỏi chứ. Chị Dương kéo lên à. Rồi, vài. Xong là cho luôn ở đây luôn, sang luôn nữa. Hả? Xong là cho sang luôn đây. Ừ. Tôi kính là cho sang đấy thôi. Xong rồi nấu nó có bị bung nhậu hay là nó vẫn còn nguyên? Vẫn còn nguyên chứ con. Dạ. Ui dồi ôi, giỏi thế. Chị Dương giỏi thế. Ui. Này mà lên cái này chả ai biết đây là cái con ý nhỉ? Ừ. Thì làm cái này thì có dạ. Lúc ăn ai biết. Ui dồi thế. Ui cao chứ. Dài thế. Dài thế. Rồi cái làm nó vất vả lắm con ạ. Vâng. Ôi. Làm nó cầu thì ăn nó thì ngon. Dạ. Ăn nó ngon hơn giò, hơn thịt ấy nhiều. Dạ. Ngon hơn thịt cá. Hơn thịt cá nhiều. Đó là những cái thứ đa dạng được không? Dạ. Không bao giờ nó bị lấy, cái này nó không lấy. Đó, đấy. Không, cà chua chưa? Không, cà chua tí vào thì phi đi. Chưa sôi. Đây rồi, đấy, vàng. Này đúng mà ăn bún, chăn bún thì tuyệt vời. Nó ăn với rau sống, món nước canh, cơm ngon. Món này cầu kỳ đấy, này mà. Món ngon Việt Nam đấy. Bao nhiêu bước để làm mà. Quên lúc nãy gọi con này là con gì nhỉ? Con cháo chuộc. Cháo chuộc. Cháo chuộc. Cháo chuộc. Đúng, vàng. Thơm chứ. Tiền đấy nha, tiền vừa quay. Dạ. Mà bây giờ mình gạo cho cậu rồi tối thì chiều mày sẽ mang gạo. Cái gì hãy quan kia. Gì hãy quan kia. Ui ôi. Cẩn thận không được quan ơi, nó hay chuồi lắm, nó nhảy, nó nhảy. Nhảy à. Nhảy à. Hứng thú nhá. Đó. Ngoài đấy. Này sau tí cho rau thơm nữa vào. Ừ, phải nhỏ cái rau thơm cho vào vì giống chuối xanh nó phải có ưa nhất là lá nốt.
cho hết lên trong đun, cho hết vào trong đun sủi lên là được đúng không? Không, đấy sẽ để lại cho mày ăn. Không, cái này này, cái đun đến bao giờ thì được? Không, đúng rồi, được rồi đấy. Đúng không? Đấy. Ừ. Thì sủi lên cái cho rau vào là được. Mắm muối mì chính là cho hết rồi đúng không? Cho rồi, ép đi chứ còn đây thì chưa cho. Yêu ơi. Phi hành với cà chua. Cà chua. Cho vào đây. Cho nó nước vào đây. Đỏ. Đủ đỏ chua. Cái lá thơm như ông thái chưa? Hình như chưa. Ôi chết, lá thơm cũng chưa thái. Hành phi lên, củ phi lên, xong cà chua cũng phi lên để cho vào đây cho nó. Bỏ nước cái cho này thổi thôi. Bỏ nước. À, đấy đặc sản nhất là ở đấy. Ăn sơn lạc đùi. Lá. Kệ, kệ em. Em ở đây rẽ thường thì là mày cũng phải đi. Nhã cũng rất lỗi là. Đấy, món ấy là chỉ có rán thôi đúng không? Không, mà rán mà cho mà nấu. À, cũng nấu cái vào đây đi. À, tưởng là ăn riêng. Và những món đùi ngon là ông đọc tất ở đây thì đừng đấy. Tất, đùi tất đây. Ngon, đĩa đùi mà nhà hàng thì biết bao nhiêu tiền. Của này không có mà không có mọi người cái bao nhiêu nổi nóng hết hết mọi người con đổ mà đổ sao đấy. Nấu cả vào thế thì ăn ngon. Không băm nghĩa là không bùi thì không băm. Cho cà chua vào được. Đấy nhìn ngon hấp dẫn. Thơm này. Ngon đấy. Chất lượng này, chất lượng. Tôi lên xong rồi. Cho cái đùi này vào. Nhúng rau thơm vào. Thế này là bánh ché. Cũng khá rau thơm ấy. Còn đùi. Để được chứ. Ừ, chưa. Ừ.
Chả đầy thế này. Nồi này giá trị. Hả? Nồi này giá trị đấy. Ngon rồi. Ngon lắm. Ngon lắm. Tuyệt vời rồi. Lấy cái gì đấy? Đùi. Lấy cái đùi rác bỏ vào đây ít. Còn đây rác kỹ cho nó. Ừ, nó. Cô Dung cô ngâm rượu. Ngâm rượu. Cái dùng chiên với ăn với giòn. Đấy, cái ngon. Các bạn làm thì mất một tháng. Mười ít thôi, chỉ cần 5 con thôi. Còn lấy đâu giờ mà mua được cái này ở trên nó có bán không? Cái gì con? Hơi khó đấy. Chỉ. Con nói được chưa? Xong của đàn em cho con nhé. Ơi! Con nói rồi. Xong cái chảo nó cho con bê ra nè. Cái gì? Xong nhé, con bán em cho con nhé. Đây, để đất nhé. Thơm thế nhỉ. Xong cái chảo nó chưa làm được cái gì xong rồi nè. Xong rồi, cái chảo xong rồi, con mặt tráng không biết có để lên cái đấy nữa không con. Thơm quá. Kêu lâu lâu làm chứ. Xong rồi là đấy. Xong rồi, tắt bếp. Rồi. Đây con này. Tí nữa để chén xem nào. Không ăn bán em không được. Rồi, đấy. À, cụ thứ ăn miếng cho là cụ phát biểu cảm nhận. Tối quá nhỉ. Ôi giời. Quá ngon. Nhìn cái đường ăn của cụ là thấy ngon. Có ngon rồi. Do cái này là do người làm hay là do người nấu nhỉ? Cụ nhỉ? Chả biết. À đây là nay cụ với bà nó hai cụ tranh nhau. Để con xem. Khách quan để người. Đây anh Điền tán cụ quan... bảo là cụ ghế dưa thảo nào mà lấy được gái Tây Đô. Để quan khách thử. À, có được cái gì không? Con này là uống bia cái gì uống rượu. Cái gì đó? Còn thử miếng. Trái tay quá nhỉ? Cái tay này vừa nãy bác xà beng bây giờ nó cứ run không cầm được. Rồi. Con mời cụ mời ông bà nha. Thử miếng chuối này. Kẹp cái tí này. Nó có bú đâu mà nó đái, nó không đái thì thôi cứ ngồi đi xi. Thôi mày cứ để cho bà ngồi cho nào. Đưa đây, đưa của Dương đây. Dương ngồi đây chỗ cho mẹ ăn ngon. Ngon thế nhỉ. Cái nước này mà chăn cơm thì sướng lắm à. Ngon. Thôi quay thế rồi ăn đi. Nhiều vị quá. Thì Dương múc nước nhỉ, ăn canh không? Ăn đủ uống nước canh không? Ăn cái rau sống. Làm một bia này. Cũng này, cũng có cốc bia này. Đây, bia đây. Cốc bia đây, cho vào đây. Cho vào đây. Đây rồi. À. Cái đấy đâu? Cái kia đâu?